kính chào toàn thể của anh chị em đam mê đồng hồ đã đến với kênh youtube của Tuấn đồng hồ hiệu. Ngày hôm nay ngày cuối tuần thì em Tuấn uh, vừa sách tay từ bên Nhật Bản về được hai mẫu đồng hồ chính hãng đến từ thương hiệu đầu tiên là Seiko và thứ hai là Oresta Hai mẫu này thì em sách tay về đều có tình trạng là hàng qua sử dụng em nhé. Uh, đều là những mẫu đồng hồ có tình trạng rất đẹp và hiếm và sẽ có mức là giá thành rất là dễ chơi đang để cho anh em. Uh, đầu tiên trên hai mẫu đồng hồ hôm nay thì sẽ là một em hàng uh, Giới thiệu luôn là một em hàng Oresta nhé Giới thiệu trước cho anh em Trước này thì sách tay bên Nhật Bản về Có những cái uh, sổ sách giấy tờ này đây Đây là sổ đó Bản nội địa cho anh em nhé Và trên tay em đang có đây là một em hàng đồng hồ Oresta Một phiên bản Limited Edition Phiên bản này là một trong những mã rất là hiếm trên giới hiện nay Tại vì nó được sản xuất rất ít Chỉ có sản xuất là 1.000 chiếc trên toàn cầu anh em nhé sẽ chỉnh về mùi do đánh lét đồng hồ đó anh em nhìn thấy độ đẹp của em này một mã đồng hồ All Star Open Heart bảng limited rất là hiếm luôn em nhìn này màn đài sau sẽ được thiết kế chuyện dòng chữ là limited edition và chiếc này sẽ được sản xuất là chiếc 475 chiếc trên 1000 chiếc trên toàn cầu anh em nhé đó anh có thể nhìn qua thông số đây em sẽ run một chút lên anh em có thể nhìn rõ luôn này đấy nhá, anh em nhé đó và với mẫu đồng hồ Rolex Star này chúng ta hôm nay đã thiết kế với tình trạng là qua sử dụng ít Nhưng em đánh giá thì còn rất là mới Sẽ mang đến cho quý anh chị em một trải nghiệm rất tốt về đồng hồ chính hãng Nhật Bản Bản lỗi đời Nhật nha anh em, anh em thật yên tâm Phát xuẩn, à, sản xuất và giáp giáp 100% tại đất Nhật Bản luôn à, Về Với bộ đồng hồ hôm nay sẽ có tình trạng là qua sử dụng Khóa zin và dây là dây thay anh em nhé Dây zin của nó vẫn còn nhưng mà dây zin thì qua sử dụng thì nó xấu rất rất là nhiều rồi cho nên em thay một mẫu nộ một cái dây đẹp hơn một dây thay thế khác cho em nó nhé anh em à, với cũng em hàng limited edition hôm nay sẽ được thiết kế với đường kính xa mặt xa, xa 39.5 à, một cái mức xa rất là dễ đeo dành cho anh em chơi đồng hồ xa 39.5 sẽ phù hợp với những anh em có cổ tay loanh quanh tầm 15 trở lên thì đeo mũ đồng hồ rất là hợp lý và đẹp luôn nha à, và với em đồng hồ All Star này hôm nay thì uh, sẽ được thiết kế này phần đường gành bóng loáng hết hai bên hông càng đánh phai sứt toàn bộ và với chiếc này thì núm của nó sẽ có logo S ở khắc bên trên mặt kính là mặt kính sapphire chống trầy chống xước và có cả chống lá luôn anh em thấy nhìn rõ này cái mặt kính của nó trong thì nỗ nhìn như không có kính luôn nhá anh em nhìn thấy hoàn toàn bên trong cái mặt tay hồ sản phẩm ở à, bên trong sẽ được thiết kế một ô open hết nằm ở góc 9 giờ tiếp theo đó làm một ô uh, kim xăng bỏ có năng lượng sẽ làm góc 12 giờ đây đó anh em phải biết được lượng có dự trữ đồng hồ bao nhiêu hiện tại đây đồng hồ đang có là hơn 30 giờ một chút nha cụ thể là 34 35 giờ gì đó đó anh em nhìn rõ luôn chỉ vạch kìa ờ, kim giờ kim phút chúng ta thì thiết kế theo dạng là kim kiếm này đầu kim phút nhọn và kim dây thiết kế một cái kim hình màu vàng nó rất nổi bật và đẹp luôn bên trong thiết kế cái mặt đều màu xanh blue chải, tia sọc nhìn rất là hoàn hảo một cái điểm nhấn cho bản limited này bản giới hạn mà qua ôi cốc ít ở góc 9 giờ thì anh em có thể nhìn thấy được máy móc chuyển động bên trong đường chân kính hay là những cái bường bánh răng nhỏ chuyển động bên trong đồng hồ này. Góc 6 giờ ở đây sẽ có dòng chữ Style Automatic và logo S của sản phẩm ở trên. Dưới cái ba đây là bản đồ điện anh em nhé. Góc 12 giờ sẽ được thiết kế nổi bật tại vì có cọc số la mã được thiết kế mạ vàng này. Nhìn rất là nổi luôn. Cọc vạch nhưng mà thiết kế 3692 là có số uh, uh, la mã cổ điển anh em. Trước này dạng quang rất sáng này. Anh em nhìn nhá. Đây nó thể uh, thật sáng với môi trường ánh sáng yếu nhất luôn uh, mặt đài sau sản phẩm như này sẽ được thiết kế là mặt đài lộ cơ một em hàng của hiếm cho nên là anh em có thể nhìn thấy niềng này sẽ có dòng chữ limited edition uh, sản xuất là, là chiếc thứ 475 trên 1000 chiếc độ chống nước sẽ là 13 tơ đơn 100 m này Stainless steel là thay không gì và đây Epson là công ty mẹ Oren Mấy ra ban là bản độ đồ đồng anh em nhé muốn đồng hồ uh, bộ máy automatic Vang cho anh em là hai uh, 12 chân kính và tần số của em nó sẽ là 2600 Với thời gian dự đoán kim lượng là 40 giờ anh em. Với phiên bản limited edition cổ hiếm như thế này thì bên em bản ra sẽ có bảo hành hậu mãi tất cả cho em 5 năm để em thể yên tâm hơn trải nghiệm mỗi đồng hồ chính hãng bên cửa em. Và với mẫu sản phẩm hôm nay thì em Tuấn mang đến cho anh em một mức giá cho sản phẩm này chỉ có là 8 triệu 200 thôi anh em nhá 8 triệu 200 000 đồng cho một em All Star phiên bản limited edition sản xuất chỉ có 1.000 chiếc thôi anh em nhé. Để đồ hộp sổ của anh em đi kèm à, Chiếc tiếp theo trên cái lô hôm nay thì em mang đến cho anh em sẽ có một em hàng Seiko Để đồ hộp sổ hết anh em nhé à, Mỗi hồ hôm nay sẽ là một em hàng uh, Seiko Cocktail Chiếc này thì uh, như em thấy thì còn đẹp như mới nha anh em à, Và đây sẽ là một phiên bản đồ hồ qua sử dụng có tình trạng là siêu đẹp Tại vì sao em gọi là siêu đẹp Tại vì em sẽ giới thiệu cho anh em tổng quản nhé từ phần dây là di di sản phẩm này dây sỏ rất ít luôn rồi sỏ có một lỗ thôi anh em nhé khóa là khóa bướm của nhà xây cô khóa bướm chống cả gấp dây cao cấp nhé anh em thấy yên tâm sử dụng và chiếc này đặc, biệt hơn đó chính là toàn bộ phần thân phần nú và phần khóa đều được thiết kế làm mạ vàng cho nên là nếu mà qua dụng nhiều và sử dụng và mua lâu thì anh em thể thấy rõ là nó xước rất nhiều luôn và chiếc này thì em em soi tổng quan anh xem này đó cái nước mạ của nó này đẹp Dùng kỹ anh xem nước mạo nó nhé đẹp cực kỳ luôn tại vì trước nay thì như em biết được thì anh khách chủ cũ của nó mới dùng được một tháng thôi và hầu như là rất là ít đeo và rất là giữ gìn cho mẫu đồng hồ này hiện tại em đánh giá còn đẹp như mới luôn anh em nhé vô cùng ngon một em hàng Seiko cocktail một phiên bản mạ vàng hồng nhìn rất là mê màu vàng Zio Gold nhìn rất là bóng bẩy và đẹp luôn Mẫu này thì mẫu cốt theo rất là hiếm anh em nhé. Tại vì đây là phiên bản có cả kim xăng bọc có năng lượng nữa. Đó, chơi là một phiên bản rất là hiếm luôn. Và sản phẩm này hôm nay thì sẽ được thiết kế toàn bộ phần thân được thiết kế làm mạ vào gold Và sẽ có thiết kế với được kính xe mặt sẽ xe 40.5mm. Thích hợp với những anh em cổ tay tầm 15 hay 15.5 trở lên. Đến lên tay càng to hơn thì đeo càng đẹp. Ngọc 3 giờ sẽ được thiết kế một cái núm rất là to trên lùm sẽ có logo S của dòng sản phẩm này nha anh em à, lùm à, này sẽ có đôi chức năng lên con tay à, dùng kim dây hai stop thì em rút ra chỉnh giờ à, giúp việc anh em chỉnh giờ chuẩn chỉ và chính xác nhất có thể nhé mặt kính trang bị sẽ là một mặt kính sạc, à, một mặt kính cong của lồi em nhé mặt kính này chỉ là mặt kính cứng thôi nhưng mà mặt kính cứng này thì nó làm một chất liệu vô cùng chắc chắn rất là khó xước luôn anh em à, bên trong mặt đồ này thiết kế mặt đồ màu trắng và kèm theo đây sẽ là thiết kế những cái đường chạy tia sang mất con nhìn rất là mê từ chủ đề hồ ra ngoài mặt này nhá nó nhìn uh, nó sẽ thiết kế hài hòa sự sự kết hợp rất là độc đáo so với cả mặt kính sau việt cong xem tới những họa tiết nhìn những như những đường gọi là ánh hào quang khi ánh sáng chiếu vào anh em thì nhìn rõ luôn nhá nhìn nó quá mê luôn anh em ạ và bên dưới góc 6 giờ sẽ có dòng chữ mệnh nhân Japan bên trên đây sẽ có mẫu ô đồ chỉ lịch ngày này có chiếc trục của nó gồm 4 kim kim giờ kim phút là kim kiếm kim bảo con năng lượng sẽ được thiết kế một cái đầu màu đen còn này kim dây thì có một cái đầu thiết kế hình con thoi ở cuối này có số nó có số vạch làm từ tay không gì và được mạ vàng hết là mạ vàng hồng này em nhá đam mê luôn ở góc 12 giờ có sự Seiko cô preset automatic nha anh em rất là hoàn hảo rồi đó những chi tiết nhỏ với trong cái mặt đều hỏi thật sự là em rất là mê luôn dây da cá sấu màu nâu dưới sản phẩm này nhé hoặc vừa ấm trùng gấp quen dây của nhà Seiko bên dưới dây sẽ có Seiko này dòng sản phẩm này thì mặt này sau được được thiết kế và được trang bị là mặt này lộ cơ anh em thể nhìn thấy là điều này sẽ một số thông tin cơ bản như là Seiko độ chuẩn rất là 53 tương 50 m và đây là thách không dỉ mã seri sản phẩm anh em nhé 330228 và bộ máy 457, máy 57 là bản nội địa anh em à, bên trong thiết kế là bộ máy 4 bộ máy cực kỳ đỉnh cao có đó là một bộ máy gọi là tinh hoa của dòng Seiko với bộ máy này sẽ mang cho em tận 29 chân kính em nhá 29 chân kính tần số 21.600 và thần tích cộng là 40 giờ uh, thiết kế quả văng màu vàng rất đẹp Trên quả văng thì uh, thiết kế skeleton và Seiko Time Coast Seiko 4 b 7 a và chữ Fancy 9 Jupiter là tức là 29 chân kính em nhá Japan bản đồ địa Bên trong bộ máy thiết kế rất phức tạp của nhà Seiko và với mẫu đồ hộp này tình trạng đẹp như mới một mã dòng khá là cao cấp bên em giao lưu lại anh em mức giá chỉ ở tám triệu hai thôi nói chung hai mẫu này hôm nay thì đều có mức giá cả hai mẫu anh em nha cả mẫu hôm nay thì đều có mức giá là tám triệu hai trong ngàn đồng trên từng mẫu sản phẩm nha anh em đó một em hàng uh, Seiko như mới và một em hàng All Star Limited phiên bản Edition uh, chỉ sản xuất một nghìn chiếc trên toàn cầu và nội địa bên em bán ra sẽ có bảo hành hộ mát tất cả cho năm năm để anh em yên tâm hơn trải nghiệm mẫu đồng hồ chính hãng bên cửa em uh, anh em cần tư vấn hỗ trợ và muốn là hàng sản phẩm này chỉ cần hệ qua số hotline và số zalo bên cửa anh em là số 05 6844 6844 nha quý anh, chị anh em. đây thay sản phẩm này sẽ được uh, bảo hành 5 năm và có đồng giá 8 triệu 2 anh em nhé à, anh em thấy video của em hay xin cho em đăng ký kênh và điều thích làm ra để em làm ra video hay hơn giới thiệu tới anh em những mẫu đồng hồ chính hãng tự xích hiện bàn để anh em thể chơi những mẫu đồng hồ cực kỳ chất nhé cảm ơn anh em xin chào lại anh em ở những video tiếp theo trên kênh lúc của em ạ